Thần Xuân Đỉnh xin kính chào quý khách. Hôm nay chúng ta sẽ cùng theo dõi quá trình thi công và lắp đặt không gian phòng thờ truyền thống được lắp đặt tại nhà Bác Thực, quận Hoàng Mai, Hà Nội ạ. Đầu tiên, chúng tôi sẽ lắp đặt hoành phi. Bức hoành phi trang trọng được chạm khắc tinh xảo và sơn son tiêu vàng. Hoành phi được viết bằng chữ Hán là Tổ Củng Tôn Bồi, mang ý nghĩa là tổ tiên gây dựng, con cháu bồi đắp, được các bác thợ mộc lắp đặt cẩn thận trên cao trung tâm quả gian thờ. Tiếp theo là cửa võng. Đây là bộ cửa võng tứ linh hóa, một tác phẩm nghệ thuật đầy tinh xảo trong không gian thờ cúng truyền thống. Cửa võng được chạm khắc công phu với hình tượng tứ linh, long lân quy phụng, biểu tượng cho sức mạnh và sự bảo hộ. Kết hợp với đó là các họa tiết, hoa đào, cây tùng, biểu trưng cho sự trường thọ và thịnh vượng. Sự hòa quyện giữa tứ linh và cây cỏ thiên nhiên tạo nên một không gian uy nghiêm nhưng không kém phần thanh tịnh và hài hòa. Cửa võng được lắp từ trên xuống, tạo ra sự chuyển tiếp, uyển chuyển và hòa quyện giữa không gian bên trong và bên ngoài. Hai bên cột, câu đối được treo đối xứng nhau với nội dung ca ngợi đạo lý gia đình, tôn vinh công đức tổ tiên. Những chữ Hán được chạm khắc tỉ mỉ, thể hiện nét đẹp văn hóa và tri thức của người xưa. Cuối cùng, chúng ta tiến hành lắp đặt sập hồi văn, một trong những phần quan trọng của không gian thờ. Sập ngồi được chạm khắc tinh xảo với các đường nét chuyện uốn lượn, thể hiện sự tinh tế và trang trọng. Sập không chỉ để ngồi khi thực hiện nghi lễ mà còn là điểm nhấn, tạo nên sự hài hòa tổng thể. Và đây là không gian thờ sau khi đã hoàn thiện. Mọi chi tiết đều hài hòa, cân đối, tạo nên một không gian thiêng liêng, trang nghiêm và ấm cúng, nơi thể hiện lòng thành kính của gia đình đối với tổ tiên. Quá trình thi công không gian thờ đã diễn ra một cách cẩn thận, tôn trọng yếu tố truyền thống và mang lại sự trang trọng cho ngôi nhà. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.